Để anh phụ nhắc. Anh làm gì vậy? Mấy cái chuyện ga lăng này á, tôi chỉ thích người yêu của tôi làm cho tôi thôi. Ai mượn anh mà anh mất công vậy? Thì trời ơi trời. Anh xin lỗi. Em có sao không? Anh xin lỗi, chỉ làm phản xạ tự nhiên thôi. Nếu mà lần sau em không thích thì anh sẽ không giúp nữa đâu. Anh về nha. Nghe đồn bữa nay trong rạp phim chiếu cái phim gì hay lắm phải không ta? Mà chưa mua vé lấy gì coi ta. Em thích xem hả? Để anh chạy ra mua cho, nhanh mà. Đi coi phim xong thì mình phải về đi ăn kem chứ ta. Đi mình thì chán quá. Để anh mua cho em 2 vé nha. Sau có gì em rủ với Ly đi cùng cho vui. Hôm nay với Ly nó cũng đang buồn đó. Anh Lâm, nếu bây giờ anh muốn chinh phục người con gái nào á thì anh cũng phải tự sức mình mà chinh phục chứ. Bây giờ đâu có ai mà ngu mà chạy theo anh nữa. Sao? Đúng là phụ nữ vừa cứng đầu vừa khó chịu. Ai mà hiểu cho nổi trời. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.